Các quan chức thực thi pháp luật cấp cao nói với đài CNN rằng nghi phạm Krups đã mua một lượng lớn đạn từ một cửa hàng súng ở địa phương ngay trước vụ tấn công. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI vào ngày 15 tháng 7 từ chối xác nhận liệu thông tin nêu trên có đúng hay không, nhưng cho biết họ đã truy cập thành công vào điện thoại của Krups. Cơ quan này sẽ tiếp tục phân tích các thiết bị điện tử của nghi phạm bán ông Trump. Cơ quan thực thi pháp luật liên bang cho biết Krups sử dụng súng của cha mình. Cha của Krups sở hữu hợp pháp hơn 20 khẩu súng. Theo đài CNN, trong 48 giờ trước khi nổ súng vào ông Trump, nghi phạm Krups đã ghé nhiều nơi trong thành phố Pittsburgh và các khu vực phụ cận. Krups sống ở vùng ngoại ô Pittsburgh gần công viên Bizen, cách nơi diễn ra cuộc vận động tranh cử của ông Trump khoảng 5-6 km về phía nam. Một quan chức nói với đài CNN rằng vào ngày 12 tháng 7, Krups đến một trường bắn, nơi y là thành viên và tập bắn. Sáng ngày hôm sau, Krups đến cửa hàng Home Depot mua một chiếc thang dài 1,5 mét và ghé vào một cửa hàng súng. Sau đó, Krups lái chiếc Hyundai Sonata đi khoảng một giờ về phía Bắc, cùng hàng ngàn người từ khắp nơi đổ xô đến cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở thành phố Butler, bang Pennsylvania. Quan chức này cho biết nghi phạm đỗ xe bên ngoài địa điểm tổ chức vận động tranh cử với một thiết bị nổ tự chế được giấu trong cốp xe được nối với máy phát tín hiệu mà y mang theo. Các nhà điều tra tin rằng Krups đã sử dụng chiếc thang mới mua để leo lên một tòa nhà ở gần đó và nổ súng vào cựu Tổng thống Trump. Khi khám xét thi thể của Krups, các nhà điều tra đã tìm thấy một máy phát tín hiệu. Khi khám xét xe của nghi phạm, họ phát hiện một máy thu có dây dẫn vào hộp kim loại chứa chất nổ đội phá bom quận Allegheny vào ngày 15 tháng 6 xác nhận một số trông giống như là lựu đạn được tìm thấy trong xe của Krups. Các nhà điều tra đang cố gắng xác định xem liệu chiếc điều khiển từ xa được kết nối với thiết bị nổ trong xe của nghi phạm có phải là một phần của âm mưu ám sát hay không. Nguồn tin thực thi pháp luật của đài CNN nghĩ rằng Krups có thể là đã lên kế hoạch cây nổ từ xa. Ngoài ra, các nhà điều tra đang xem xét giả thuyết nghi phạm dự tính đánh lạc hướng trong vụ nổ súng. Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành gần 100 cuộc phỏng vấn với các nhân viên thực thi pháp luật, những người dự sự kiện tranh cử nơi ông Trump bị bắn và các nhân chứng khác. Một bức ảnh của hãng tin Reuters cho thấy hai đặc vụ FBI ra vào nhà Krups vào sáng ngày 15 tháng 7. Những con đường dẫn đến nhà nghi phạm đã bị phong tỏa từ cuối ngày 13 tháng 7 sau vụ nổ súng. FBI bổ sung các kiểm tra ban đầu đối với cuộc gọi và tin nhắn gần đây của Grups không đưa ra gợi ý gì về động cơ hành động của đối tượng này cũng như không rõ liệu người khác có biết trước về kế hoạch trên hay không. FBI đang điều tra xem Grups có phải là kẻ cực đoan bạo lực gia đình có động cơ chính trị hay không. Các quan chức thực thi pháp luật tin rằng là nghi phạm đã hành động một mình. Các thành viên trong gia đình Grups nói với báo gì Independent rằng họ bị sốc trước hành động của nghi phạm cựu Tổng thống Donald Trump đã xuất hiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng Hòa hôm 15 tháng 7 theo giờ Mỹ. Đây là lần đầu tiên ông Trump xuất hiện trước công chúng sau vụ ám sát hụt tại sự kiện vận động tranh cử hôm 13 tháng 7. Ông Trump bước vào khu vực ghế VIP của đại hội, giơ nắm đấm lên trời, đám đông hô vang: chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, và tôi muốn Trump. Một bên tay của ông Trump đã được băng bó khi ông xuất hiện tại đại hội. Ông đứng cạnh Thượng nghị sĩ bang Ohio, G.D. Vance. Trước đó, ông Trump cũng công bố thượng nghị sĩ Vance là ứng viên phó tổng thống. Một nguồn thạo tin của CNN tiết lộ, ông Trump đưa ra đề nghị liên danh tranh cử với ông Vance chỉ khoảng 20 phút trước khi công bố trên mạng xã hội Truth Social. Đảng Cộng Hòa đã chính thức đề cử ông Trump làm ứng cử viên tổng thống năm 2024 của đảng sau cuộc bỏ phiếu điểm danh tại đại hội. Đây là lần thứ ba kể từ năm 2016, cựu tổng thống Trump được đề cử vào vị trí này. Ông sẽ chính thức nhận đề cử trong bài phát biểu vào tối ngày 18 tháng 7 hơn 2.400 đại biểu từ khắp đất nước đã tụ họp về Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng Hòa nhằm chọn ra gương mặt đại diện cho Đảng trong cuộc đua tới ghế Tổng thống vào tháng 11. Đại hội năm nay diễn ra từ ngày 15 tới ngày 18 tháng 7 ở Mingoki, bang Wisconsin. Tại đây, các bang công bố số lượng đại biểu ủng hộ cho mỗi ứng cử viên. Ông Trump cần tối thiểu là 1.125 đại biểu ủng hộ để trở thành ứng viên của Đảng. Trong năm nay, việc này chỉ mang tính hình thức vì ông Trump là ứng cử viên duy nhất còn tham gia cuộc đua tới ghế tổng thống của Đảng Cộng Hòa sau khi các đối thủ của ông lần lượt tuyên bố dừng tranh cử trước đó. Trước khi đại hội bắt đầu, ông Trump nói rằng vụ nổ súng hôm 13 tháng 7 đã khiến ông phải viết lại bài phát biểu tại đại hội. Vụ nổ súng khiến ông Trump bị thương ở tay phải, trong khi một khán giả thiệt mạng và hai người khác bị thương. Lính bán tỉa ở nóc nhà phía đối diện đã bắn hạ tay súng chỉ bằng một phát đạn. Cơ quan điều tra Liên bang Mỹ FBI hôm 14 tháng 7 nhận định nghi phạm đã hành động một mình khi tìm cách ám sát cựu Tổng thống Donald Trump tại sự kiện vận động tranh cử. Động cơ gây án của nghi phạm hiện chưa được công bố. Giới chức Mỹ cho biết vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra. Ông Trump đã chia sẻ trải nghiệm cực kỳ siêu thực khiến ông suýt chết trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên chuyến bay tư nhân tới Milwaukee cho Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa. Ông Trump nói, bác sĩ ở bệnh viện nói rằng ông ấy chưa từng thấy điều gì như vậy. Ông ấy gọi đây là một điều kỳ diệu. Cựu Tổng thống Mỹ cho rằng, tôi lẽ ra đã không ở đây, lẽ ra tôi đã chết. Cựu Tổng thống Mỹ chia sẻ, ông có lẽ đã chết nếu không quay đầu nhẹ sang bên phải để đọc biểu đồ về những người nhập cư bất hợp pháp. Vào lúc sự việc xảy ra, lẽ ra đó sẽ là phát súng chết người, nhưng thay vào đó lại là một phát đạn xé nát một mảnh tay nhỏ của ông Trump khiến máu bắn tung tóe trên trán và má của ông. Ông Trump nói rằng các nhân viên mật vụ đã đưa ông khỏi sân khấu và ông vẫn muốn tiếp tục phát biểu với những người ủng hộ, nhưng các nhân viên nói rằng là tình hình không an toàn và họ phải đưa ông tới bệnh viện. Cựu tổng thống Mỹ ngạc nhiên trước cách các đặc vụ bay đến, như thể họ là các linebacker là một vị trí trong môn bóng bầu dục, chỉ những người chơi đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự tấn công của đối phương, gọi tắt là Andy ngay khi vụ nổ súng xảy ra và ông bắt đầu cởi cúc áo sơ mi dài tay màu trắng của mình để lộ một vết bầm lớn trên cẳng tay phải ông cũng khen ngợi các nhân viên mật vụ vì hành động anh hùng của họ và việc họ đã bắn hạ kẻ nổ súng ông trump nói họ đã hạ hắn ta bằng một phát súng ngay giữa hai bên mắt họ hành động thật sự là ấn tượng tất cả điều này đều khó tin với chúng ta Ông Trump cũng chia sẻ với bức ảnh ông dơ nắm đấm lên với lá cờ Mỹ ở phía sau khi các nhân viên mật vụ đưa ông khỏi sân khấu và rời đi trên một chiếc SUV bọc thép. Ông Trump nói, rất nhiều người nói đó là bức ảnh kinh điển nhất họ từng thấy. Họ đã đúng và tôi đã không chết. Thường thì người ta sẽ phải chết để có một bức ảnh kinh điển và chia sẻ thêm rằng tôi chỉ muốn tiếp tục phát biểu nhưng tôi đã bị bắn. Ông Trump cũng cho biết bác sĩ tại một bệnh viện địa phương nói rằng ông chưa từng chứng kiến bất kỳ ai sống sót sau khi bị bắn bởi một khẩu súng trường AR-15. Reuters vào ngày 15 tháng 7 công bố những thông tin ban đầu về Cruz, kẻ được cho là không đặc biệt quan tâm đến chính trị. Trước khi bị tiêu diệt hôm 13 tháng 7, Cruz là một công việc nhỏ gần quê nhà ở bang Pennsylvania, Mỹ, nơi hắn tốt nghiệp trung học vào năm 2022. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI hôm 14 tháng 7 cho biết hồ sơ mạng xã hội của Cruz không chứa ngôn từ đe dọa, cũng không có bất kỳ tiền sử vấn đề về sức khỏe tâm thần nào. Hắn được cho là hành động một mình và chưa xác định được động cơ. Điều đặc biệt ở Cruz khi so sánh với những tay súng khác gần đây đã xả súng ở trường học, nhà thờ, trung tâm thương mại và các cuộc tuần hành là hắn đến quá gần và suýt giết chết một ứng cử viên tổng thống. Nhà chức trách đang tìm hiểu cách Cruz trèo lên sân thượng gần vị trí của ông Trump phát biểu rồi nổ súng mà không bị ngăn chặn. FBI tuyên bố họ đang điều tra vụ nổ súng là một vụ mưu sát và có khả năng là khủng bố nội địa. Cruz là cư dân thành phố Bizen Park, cách hiện trường vụ nổ súng khoảng 1 giờ lái xe. Hắn được biết đến là kẻ ủng hộ Đảng Cộng Hòa nhưng từng có lần quyên góp 15 đô la Mỹ cho một sự kiện của Đảng Dân Chủ. Cha của Cruz cũng là người ủng hộ Đảng Cộng Hòa, còn mẹ hắn là người ủng hộ Đảng Dân Chủ. Nghi phạm là thành viên của câu lạc bộ bắn súng địa phương Gleason Sportsman's Club, theo xác nhận của câu lạc bộ này với giới truyền thông hôm 14 tháng 7. Ngoài ra, hắn được thuê làm trợ lý dinh dưỡng tại một viện dưỡng lão vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Một người bạn cùng lớp giấu tên mô tả Cruz tốt nghiệp một trường trung học địa phương cách đây 2 năm và không đặc biệt quan tâm đến chính trị. Thay vào đó, hắn tập trung vào việc lắp ráp máy tính và chơi trò chơi. Người bạn cùng lớp nhớ lại, cậu ta cực kỳ là thông minh, đó thực sự là điều khiến tôi thất vọng. Không có gì điên rồ từng xuất hiện trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Cố vấn học đường tại trường trung học Bizen Park, ông Jim Clapp, bình luận có điều gì đó đã kích thích chàng trai trẻ đó và thúc đẩy anh ta lái xe đến Butler ngày hôm qua và làm những gì cậu ta đã làm. Những người dân gần nhà Krups mô tả họ cảm thấy sốc và bất an khi biết một vụ mưu sát có liên quan đến một người sống ở thành phố yên tĩnh 33.000 dân này. Ông Bruce Pien, chủ cửa hàng súng Allen Journey Arms và Gun ở thành phố Bizen Park cho biết súng là một phần văn hóa trong khu vực. Ở phía tây bang Pennsylvania, chúng tôi có truyền thống săn bắn, câu cá và các hoạt động ngoài trời phong phú. Trong vòng 16 km từ đây có rất nhiều câu lạc bộ súng. Ông Pien nói thêm là ông không bán bất kỳ khẩu súng nào cho Krups nhưng không trả lời câu hỏi liệu có bán súng cho thành viên trong gia đình hắn hay không. Theo Reuters, chiến dịch tái tranh cử của ông Biden đã phải nhanh chóng thay đổi chiến lược sau vụ đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump bị ám sát hụt khi tiếp xúc người ủng hộ ở Pennsylvania hôm 13 tháng 7. Vài giờ đồng hồ sau vụ việc trên xảy ra, chiến dịch của ông Biden tạm ngừng việc công kích ông Trump để tập trung vào thông điệp kêu gọi đoàn kết. Cụ thể, phía ông Biden tắt các quảng cáo và dừng các hoạt động truyền thông chính trị có nội dung nêu bật việc ông Trump bị kết án trọng tội vào tháng 5 tại tòa án bang New York liên quan đến vụ trả tiền bịt miệng cựu sau khiêu dâm hồi năm 2016. Ông Biden nói trong bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm 14 tháng 7, chúng ta phải đoàn kết với tư cách một quốc gia. Ông Biden lên án bạo lực chính trị, đồng thời yêu cầu người Mỹ hãy để FBI làm công việc của họ. Thay vì công kích ông Trump, Nhà Trắng và chiến dịch tranh cử của ông Biden dự kiến sẽ nhấn mạnh lại việc Tổng thống đương nhiệm từng nhiều lần chỉ trích hành vi bạo lực trong chính trị, theo các nguồn tin giấu tên. Trước đó, một số đảng viên Cộng hòa đã cáo buộc ông Biden kích động vụ ám sát hụt ông Trump nhưng không đưa ra bất cứ bằng chứng nào. Nghi phạm 20 tuổi đã đăng ký là một đảng viên Cộng hòa và đã bị bán chết. Hiện chưa rõ động cơ của người này theo các nguồn tin trước khi vụ ám sát xảy ra các cố vấn của ông biden hy vọng có thể ngăn chặn những lời kêu gọi tổng thống từ bỏ chiến dịch tranh cử vì màn trình diễn chưa thuyết phục trong cuộc tranh luận với ông trump hồi cuối tháng trước chủ trương của chiến dịch ông biden là muốn chỉ ra những mối đe dọa mà ông trump có thể tạo ra cho nước mỹ thông qua những quảng cáo và phát ngôn công kích đối thủ trên nhiều nền tảng Tuy nhiên, vụ ám sát đã làm thay đổi mọi thứ, một quan chức của chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết, "Chúng tôi đang phân tích tình hình, việc công kích chống lại ông Trump vào lúc này sẽ khó khăn hơn nhiều, Tổng thống Biden đang cố gắng làm mọi thứ hạ nhiệt", ông nhấn mạnh. Mặt khác, chiến dịch của ông Biden kỳ vọng vụ việc liên quan tới ông Trump có thể làm chuyển hướng sự quan tâm của các bên và giảm áp lực đặt lên tổng thống đương nhiệm. Trước đó, một số người bày tỏ lo ngại về sức khỏe tinh thần và khả năng phục vụ trong 4 năm nữa của ông Biden. Tuy nhiên, một số nguồn tin nhận định sự kỳ vọng trên dường như là quá lạc quan. Làn sóng áp lực dồn lên ông Biden có thể đã dịu đi, nhưng có thể sẽ dâng cao trở lại nếu Tổng thống Mỹ không thể hiện được mình như kỳ vọng một lần nữa. Ngoài ra, vụ ám sát hụt xảy ra ở bang chiến địa Pennsylvania, nơi ông Biden thắng ông Trump xích sau vào năm 2020. Vì vậy, các chuyên gia nhận định vụ việc này sẽ có thể tác động mạnh khiến cử tri đang dao động có thể tăng thiện cảm với ông Trump. Nhà thăm dò dư luận của đảng Cộng hòa Frank Lund nhận định điều này không đảm bảo rằng ông Trump sẽ thắng được tại Pennsylvania, nhưng đồng thời cho rằng thách thức cho ông Biden sẽ lớn hơn. Ngày 14 tháng 7, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không có ý định gọi điện cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau vụ ông Trump bị ám sát hụt, nhưng lưu ý rằng Moscow lên án mạnh mẽ mọi hình thức bạo lực chính trị, theo đài RT. Ông Peskov đưa ra bình luận trên một ngày sau khi ông Trump bị bắn sượt qua tay phải khi tham gia một sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania của Mỹ. Nghi phạm sau đó đã bị đặc vụ Mỹ bắn hạ. Theo ông Peskov, Điện Kremlin không tin rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đứng sau vụ ông Trump bị ám sát hụt. Tuy nhiên, ông Peskov lưu ý rằng bầu không khí do chính quyền ông Biden tạo ra trong cuộc đấu tranh chính trị với ông Trump đã dẫn đến những gì nước Mỹ phải đối mặt vào ngày 13 tháng 7. Người phát ngôn này cũng bày tỏ hy vọng rằng những người bị thương trong vụ việc sẽ sớm bình phục hoàn toàn. Ông Peskov nói, phong cách của chính quyền đương nhiệm tại Mỹ là thích giải quyết mọi vấn đề từ vị thế của bên có quyền lực, nhất là trong các vấn đề quốc tế. Chẳng ai nghĩ tới tìm kiếm sự thỏa hiệp. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho rằng mạng sống của ông Trump đang bị đe dọa. Ông Peskov nói thêm, sau nhiều nỗ lực nhằm loại ông Trump khỏi chính trường bằng các công cụ pháp lý, tòa án truy tố, các nỗ lực làm mất uy tín chính trị, tất cả những người quan sát đều thấy rõ rằng tính mạng của ông ấy đang gặp nguy hiểm. Mỹ và cựu tổng thống Trump chưa lên tiếng về bình luận của phía Nga. Cũng trong ngày 15 tháng 7, Bộ ngoại giao Trung Quốc cho hay, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ sự cảm thông với cựu tổng thống Trump theo thông cáo đăng trên trang web của bộ ngoại giao trung quốc trung quốc đang theo dõi vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của cựu tổng thống mỹ donald trump chủ tịch tập cận bình đã bày tỏ sự cảm thông đối với cựu tổng thống